Đây là gói nhỏ này, giúp tôi tiết kiệm được 600 cân cát vệ sinh cho mèo. Bạn có tin không? Cát vệ sinh dùng lâu sẽ dễ ẩm ướt và mùi hôi. Sử dụng phun xịt khử mùi chỉ có hiệu quả trong một thời gian ngắn. Đổ toàn bộ hộp làm phí quá nhiều. Phải sử dụng hạt khử mùi cát vệ sinh cho mèo Notabet. Rắc một ít vào cát vệ sinh, không chỉ giữ cho cát vệ sinh khô ráo mà còn hấp thụ mùi hôi. Cát vệ sinh sẽ được sử dụng lâu hơn. Quan trọng là nó ở dạng hạt, không gây ra bụi bẩn, an tâm sử dụng. Gói này có thể dùng được lâu, chỉ cần tích trữ thêm vài gói sẽ tiết kiệm hơn. Nếu bạn muốn mua nó, truy cập website Notabet nhé.